Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chuyên mục Thanh niên của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị, trẻ em hôm nay là lớp thế hệ kế thừa, tiếp nối, là những chủ nhân tương lai của mỗi quốc gia, dân tộc và của cả thế giới. Do vậy, việc chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ không chỉ là trách nhiệm của gia đình, nhà trường mà của toàn xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng đó, tổ chức đoàn các cấp với vai trò là tổ chức bảo vệ quyền, lợi ích của thiếu niên nhi đồng đã thực hiện nhiều hoạt động chăm sóc, giáo dục thiết thực và ý nghĩa. Từ đó tạo điều kiện cho đội viên thiếu niên nhi đồng được rèn luyện, phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Vậy công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng đang được các cấp bộ đoàn triển khai như thế nào? Đây sẽ là nội dung chúng tôi sẽ phản ánh trong phóng sự ngay sau đây. Theo chân đoàn công tác của Hội đồng đội tỉnh, chúng tôi đến thăm điểm trường Lũng Gà thuộc xã Ngũ Lão, huyện Hòa An. Đây là ngôi trường nằm cách xa trung tâm huyện hơn 30 km, đường xá đi lại khó khăn. Thế nhưng các cô giáo ở đây vẫn kiên trì theo nghề, đem con chữ đến với các em nhỏ. Bà Ma Thị Hiên, hiệu trưởng trường mầm non Ngũ Lão, kể, dù là điểm trường ngay tại xóm, nhưng có những em học sinh hàng ngày phải đi bộ 6 đến 7 km để đến trường. Do nhà trường chưa tổ chức nấu ăn bán trú, vì vậy có nhiều khi các em phải nhịn đói bữa trưa. Những lúc như thế, các cô giáo lại pha mì tôm cho các em ăn tạm. Trước khó khăn đó, khi được hội đồng đội ngỏ ý xây dựng công trình cho các cháu thiếu nhi, ban giám hiệu nhà trường đã nghĩ ngay đến việc xây dựng một bếp nấu ăn và khu nhà vệ sinh để phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Những cái khó khăn mà khi điểm trường chúng tôi còn là bếp tạm thì chúng tôi khó khăn nhất là vì lớp bếp tạm là những cái bức vách, là những tranh tre nứa để chúng tôi ken thành bức vách. Khó khăn là khi mà mưa gió này, gió lùa vào thì đất nhà thì nền nhà thì ẩm ướt, khi nấu ăn rất là khó cháy. Và khó khăn thứ hai nữa là khi mà nấu xong thì những cái đồ dùng vật dụng của nhà bếp chúng tôi phải cất. Ngày nào các cô giáo cũng phải cất, đấy là cái khó khăn thứ hai. Và khi mà sự quan tâm của hội đồng đội đã ủng hộ xây dựng bếp ăn cho trường mầm non và nhất là điểm trường Lũng Gà của chúng tôi, thì từ nay thì cô trò của trường điểm trường sẽ có một bếp nấu và một khu vệ sinh khang trang sạch sẽ. Đây là một cái món quà rất là ý nghĩa đối với cô trò ở đây. Thực sự là động lực để giúp đội ngũ giáo viên ở trên cái xóm vùng cao này. Như các đồng chí đến là xóm vùng cao, đường đi rất là khó khăn. Đây là động lực lớn nhất để thôi thúc các đồng chí giáo viên có tâm huyết, nhiệt tình hơn đối với những cái công việc gieo chữ nơi vùng cao. Đấy là về cái... Và trong cái công tác nuôi dạy trẻ để hoàn thành cái sự nghiệp chồng người và giúp các em học tập, nuôi dưỡng và giáo dục để môi trường có ích cho xã hội. Sau một thời gian xây dựng, công trình bếp ăn cho em đã được hoàn thiện, có diện tích 60m², gồm một khu nấu ăn và một nhà vệ sinh khép kín. Tổng giá trị công trình là 80 triệu đồng. Để có công trình này là nhờ sự đồng hành từ các đơn vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng PA03 Công an tỉnh, Công an thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Cao Bằng và Tỉnh đoàn Thanh niên. Có bếp nấu ăn khang trang, ban giám hiệu nhà trường dự kiến thời gian tới, điểm trường sẽ tổ chức nấu ăn bán trú cho học sinh. Đây thật sự là món quà kịp thời và ý nghĩa dành cho các em học sinh ở đây. Từ nay các em đã có chỗ nấu ăn, không còn lo lắng những ngày mưa gió nữa mà yên tâm học tập hơn. Trong những năm gần đây, thực hiện cuộc vận động vì đàn em thân yêu do Trung ương đoàn phát động, các phong trào thiếu nhi trong toàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh. Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, các cuộc vận động vòng tay bè bạn, giúp bạn đến trường, chương trình thắp sáng ước mơ thiếu nhi đã được tổ chức sâu rộng, khơi dậy trong thiếu nhi và toàn thể xã hội tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sẵn sàng sẻ chia những khó khăn thiếu thốn, cổ vũ động viên thiếu nhi trên con đường biến ước mơ thành hiện thực. Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thì việc tạo môi trường cho các em học tập và phát triển là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp bộ đoàn.
để xây dựng không gian đọc sách gần gũi với thiên nhiên, tạo cảm giác thoải mái cho học sinh khám phá tri thức. Hội đồng đội tỉnh đã phối hợp với trường tiểu học Hợp Giang khánh thành công trình không gian đọc sách và tương tác sinh hoạt đội. Công trình này bao gồm một nhà sách và khuôn viên đọc sách. Tại nhà sách có rất nhiều cuốn sách hay được các bạn nhỏ yêu thích, với phong phú các thể loại như truyện tranh, sách lịch sử, sách khoa học, sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có được công trình ý nghĩa thiết thực này, Hội đồng đội tỉnh đã kêu gọi sự đồng hành, chung tay của các tổ chức và nhà hảo tâm. Mô hình thư viện này là món quà do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mỹ Đức Cao Bằng, nhóm thiện nguyện xe tự lái Cao Bằng dành tặng cho các em học sinh trường tiểu học Hợp Giang. Chúng tôi rất vinh dự khi được Hội đồng đội tỉnh Cao Bằng lựa chọn để xây dựng không gian tương tác, đọc sách tương tác sinh hoạt đội. Thì về phía nhà trường thì chúng tôi rất là trân trọng cái món quà quý giá này. Bởi vì từ công trình ý nghĩa này thì chúng tôi có thể nhân rộng ra không gian đọc sách cho các em ngay tại khuôn viên trong nhà trường, xanh và đẹp, rất là sáng. Đồng thời thì các em có thể mở mang thêm được những kiến thức của mình thông qua sách giáo khoa cũng như là thông qua các cái hoạt động đội mà các em được tương tác gần gũi với nhau, gắn liền với những cuốn sách, những kiến thức mới mà các em có thể được tìm hiểu thông qua các cái hoạt động của thư viện cũng như là công tác phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm và giáo viên phụ trách thư viện để mở lịch đọc sách thường xuyên cho các em, và các em có thể tìm hiểu thêm được những kiến thức mới thông qua những lịch đọc sách cũng như là thông qua hoạt động đội tại không gian này. Và đây là một cái công trình rất là bổ ích và rất là thiết thực. Qua đây thì các em học sinh được lan tỏa đến những đội viên thiếu niên nhi đồng khác về không gian đọc sách của trường mình, cũng như là mở mang thêm những kiến thức về đội cũng như là về những cái kiến thức mới được cung cấp qua những cái cuốn sách mà thư viện nhà trường và các thầy cô mở rộng cho các em ngoài sách giáo khoa. Đây là mô hình thư viện đầu tiên tại các trường học được bố trí ngay tại sân trường, sử dụng chính những hàng ghế đá dưới bóng mát của cây xanh làm nơi đọc sách, biến sân trường trở thành điểm thu hút học sinh để các em học sinh có cơ hội giao lưu và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Khi không gian đọc sách và tương tác sinh hoạt đội của chúng em được xây dựng trong khuôn viên trường tiểu học Hợp Giang, em cảm thấy rất vui và tự hào. Là người được trực tiếp sử dụng và thụ hưởng những lợi ích từ công trình, em và các bạn sẽ sử dụng một cách có hiệu quả, đọc sách thường xuyên để hiểu thêm những kiến thức mới, và chúng em sẽ giữ gìn sách truyện thật cẩn thận. Thiết thực đồng hành bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thiếu nhi, hàng năm các cấp bộ đoàn đội duy trì tổ chức diễn đàn trẻ em để cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành chức năng lắng nghe suy nghĩ, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất và có giải pháp, cơ chế, chính sách giải quyết những vấn đề cấp thiết đang được trẻ em quan tâm. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh thành lập câu lạc bộ tư vấn trợ giúp trẻ em cấp tỉnh nhằm kịp thời hỗ trợ các đối tượng trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của mình theo quy định trong Công ước Quốc tế về quyền trẻ em và Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em. Tổ chức các hoạt động nhằm phát huy quyền tham gia của trẻ em vào những vấn đề liên quan. Song song với đó, các cơ sở đoàn đội thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng mềm, phòng chống tai nạn đuối nước, thương tích, xâm hại trẻ em. Thời gian qua, các cấp bộ đội đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thiếu nhi thông qua các phong trào hoạt động của đội, đặc biệt là phong trào thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, với nhiều hoạt động giáo dục thiếu nhi về tình cảm, lòng biết ơn đối với Bác Hồ được tổ chức hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực. Các hoạt động tuyên dương, nhân rộng gương điển hình thiếu nhi trong học tập, rèn luyện, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp được quan tâm, triển khai, định kỳ, thường xuyên. Công tác phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo trong chỉ đạo các liên đội nâng cao chất lượng sinh hoạt dưới cờ hàng tuần gắn với thực hiện phong trào nói lời hay, làm việc tốt. Đẩy mạnh sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng. Em là mầm non của Đảng. Đã giáo dục, định hướng cho thiếu nhi về đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương, đất nước, tình thầy trò, tình bạn. Kết quả năm học 2020-2021, toàn tỉnh đã tổ chức được 377 buổi sinh hoạt chuyên đề Em là mầm non của Đảng với 50.165 đội viên thiếu nhi tham gia. Kết quả năm học 2020-2021, toàn tỉnh đã tổ chức được 377 buổi sinh hoạt chuyên đề Em là mầm non của Đảng với 50.165 đội viên thiếu nhi tham gia.
309 liên đội tổ chức với 618 hoạt động ngày hội thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên đoàn, với 53.695 đội viên thiếu nhi tham gia. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng trong giai đoạn hiện nay còn nhiều khó khăn, thách thức. Một số cấp ủy chính quyền chưa dành sự quan tâm đúng mức về công tác này. Chất lượng tham mưu của tổ chức đoàn đội cho cấp ủy chính quyền, khả năng phối hợp để thực hiện chăm sóc giáo dục thiếu nhi có lúc có nơi còn hạn chế. Sự phối hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường, xã hội có nơi còn thiếu chặt chẽ. Cơ sở vật chất, địa điểm vui chơi của trẻ em ở một số địa bàn còn hạn chế. Tình trạng đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em vẫn còn diễn ra. Các trò chơi kích động bạo lực trên Internet, các sản phẩm văn hóa không lành mạnh, tệ nạn xã hội, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình giáo dục, rèn luyện, hình thành nhân cách của các em. Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ. Thiếu niên nhi đồng là người chủ tương lai của đất nước. Vì vậy, chăm sóc giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ. Vì tương lai của con em ta, dân tộc ta, mọi người, mọi ngành phải có quyết tâm chăm sóc và giáo dục các cháu cho tốt. Từ đó, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước, sát với nhu cầu thực tế của địa phương. Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng bằng những việc làm thiết thực. Luôn coi công tác bồi dưỡng giáo dục thiếu nhi là việc làm cần thiết quan trọng để hướng tới tương lai tốt đẹp của đất nước và tỉnh nhà. Thường xuyên quan tâm đến đời sống của thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Mỗi anh chị phụ trách đội các cấp, mỗi cán bộ đoàn, hội, đội phải là tấm gương mẫu mực để thiếu niên nhi đồng học tập. Luôn trăn trở, tâm huyết, xây dựng những chương trình, phong trào bổ ích, mang ý nghĩa giáo dục nhân văn sâu sắc, giúp các em phát triển toàn diện, đức, trí, thể, mỹ. Hoạt động chăm lo, đồng hành hỗ trợ cho đội viên thiếu nhi của tỉnh Cao Bằng, trong đó đặc biệt là đối tượng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thì được Hội đồng đội tỉnh Cao Bằng đặc biệt chú trọng trong việc xác định các nội dung hoạt động, thiết kế các phong trào hoạt động của đội. Trong đó thì chúng tôi xác định cái mục tiêu trước đã và sau đó là phương châm hành động. Chúng tôi xác định phương châm và mục tiêu đó là phải chủ động, kịp thời và với tinh thần là vì đàn em thân yêu. Theo đó thì với mục tiêu phương châm này thì Hội đồng đội tỉnh Cao Bằng đã tập trung một số cái nội dung trọng tâm. Trước hết thì chúng tôi chăm lo cho đối tượng học sinh dân tộc thiểu số ít người, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại vùng sâu, vùng xa. Trong đó thì chúng tôi tập trung cho cái việc là hỗ trợ cho các em có điều kiện ăn, nghỉ, học tập, sinh hoạt, rèn luyện, đảm bảo cho các em là yên tâm trong quá trình học tập của mình. Thứ hai thì chúng tôi chăm lo cho các em là có hoàn cảnh khó khăn mà có bố mẹ bị mất do dịch bệnh COVID-19. Một hoạt động nữa chúng tôi tập trung triển khai thực hiện đó là tập trung cho các em có kỹ năng cần thiết để tự chăm sóc bản thân mình trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp. Một hoạt động chăm lo nữa chúng tôi tập trung đó là vận động các nguồn lực, các tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm, dành tình cảm cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Cao Bằng ở những địa bàn mà còn khó khăn của tỉnh, thì chúng tôi đặc biệt lưu ý để việc triển khai những hoạt động như vậy. Ngoài ra thì Hội đồng đội tỉnh Cao Bằng cũng tăng cường chỉ đạo các cấp cơ sở là sửa chữa, xây dựng mới và nâng cấp các điểm sinh hoạt vui chơi cho các em thiếu nhi, đặc biệt là tại địa bàn dân cư. Ngoài ra thì Hội đồng đội tỉnh Cao Bằng cũng phối hợp với ngành giáo dục đó là quan tâm tuyên truyền vận động các em thiếu nhi mà có hoàn cảnh khó khăn mà có nguy cơ bỏ học thì quay trở lại trường học để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và chắp cánh ước mơ. Một nội dung nữa thì chúng tôi hy vọng là các cấp cơ sở đã triển khai thực hiện tốt và đã thực hiện rất là tốt, đó là việc các công trình mà gắn với cuộc vận động vì đàn em thân yêu thì đã được các cơ sở triển khai thực hiện rất là tốt và đã có hiệu ứng tuyên truyền hiệu quả trong cộng đồng và nhân dân. Những năm gần đây, công tác chăm sóc, giáo dục, thiếu niên nhi đồng đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm được các cấp bộ đoàn xác định. Các cuộc vận động phong trào được các tổ chức đoàn triển khai sôi nổi bằng những việc làm cụ thể nhằm chăm lo đến những lợi ích thiết thực nhất của các em. Đặc biệt trong những ngày này, khi cả nước đang hướng về tháng 6, tháng hành động vì trẻ em, thì những chương trình chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lại trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Tin tưởng rằng,
với sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, các cấp ngành, địa phương và sự dìu dắt phụ trách của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh sẽ phát huy truyền thống 81 năm xây dựng trưởng thành để tiếp tục phát triển vững mạnh, xây dựng thế hệ đội viên thiếu nhi Cao Bằng trở thành lớp đoàn viên thanh niên có đạo đức, trí tuệ, thể lực, thẩm mỹ, có lòng yêu quê hương, đất nước, tích cực phấn đấu học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo để kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước. Vâng, thưa quý vị và các bạn, để có những công dân tốt trong tương lai, một thế hệ có ích cho quê hương đất nước, môi trường giáo dục đặc biệt quan trọng. Bên cạnh sự quan tâm chăm sóc của gia đình thì sự quan tâm chăm sóc của xã hội là một phần không thể thiếu. Các em như những mầm non cần sự tưới tắm cả về thể chất và tâm hồn. Sự quan tâm, chia sẻ như trong phóng sự chúng tôi vừa đề cập ở trên thật thiết thực. Không chỉ đơn thuần là quan tâm về vật chất mà cao hơn còn là vun đắp cho các em về đạo đức tốt, là hành trang để các em bước vào đời. Chuyên mục thanh niên đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.